tư thế là lắng nghe thì mình nghĩ cũng tốt hơn, bởi vì bây giờ lỡ mà mình đang thời gian nó gấp rút ngày mai tiên rồi, nếu mà không lắng nghe thì mà lại cãi lại thì tệ hơn. Thì thắng quý vị thì không biết nữa, nhưng mà thắng thì nghe tốt, mình đang nghĩ cái vấn đề đó là lợi thế cho nhau. Không chọn bài ngay lúc đầu là không muốn tồn tại một số cái khó khăn.